Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Trong lòng Trương Đại Bàn cũng sốt ruột, sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói thì thấy cũng phải, vì vậy vội vàng gật đầu đồng ý, đúng đúng. Sư Tôn ta cũng nói, có thất bại nhất định sẽ có thành công. Cửu sư để, ngươi mau về phòng thử linh đi. Trương Đại Bàn ho khan, ra vẻ chấn định bảo. Bạch Tiểu Thuần quay người đi nhanh. Về tới phòng, hắn liếc nhìn phi kiếm trong tay, nhíu mày lo lắng kết quả không như ý sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới trương đại bàn. Hắn không bỏ thời gian thử mà bấm niệm pháp quyết. Lấy nồi quy văn ra ngay lập tức. Đại sư Huynh đã chịu nhiều áp lực, bây giờ vất vả lắm mới lấy lại được niềm tin, không thể để Huynh ấy lại thất vọng rời đi được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm. Lấy ra nhất sắc hỏa, lửa một màu, cầm thanh kiếm không thử linh ném thẳng vào trong nồi tia sáng trắng lóe lên một lần nữa, sau đó hắn thu nồi quy văn lại cầm thanh phi kiếm màu bạc nghiến nghiến hàm răng, linh khí trong cơ thể ầm ầm tuôn ra dung nhập vào trong thanh kiếm. tia sáng trắng nhanh chóng do rút lại cuối cùng tạo thành một đạo quang văn màu trắng thành công rồi bạch tiểu thuần vui mừng, hắn không để ý thanh phi kiếm được trương đại bàn luyện linh thành công hay là do mình vội vàng mở cưa bước ra đại sư huynh thành công rồi người thật lợi hại trong sân trương đại bàn lo lắng. Tinh thần khẩn trương khiến khuôn mặt cũng trở nên cứng nhắc. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần thì toàn thân run lên, lúc nhìn thấy ngân quang văn trên phi kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần. Hắn vỗ mạnh vào đùi, sau đó giơ lên trời cười lớn. Thế nào, thế nào, ta đã nói trước rồi mà. Là do lúc trước không khống chế tốt lực lượng mà thôi. Tại tử đỉnh Sơn đã thành công ba món vũ khí rồi, ngay cả sư phụ cũng nói ra co thiên phú cực cao cửu sư để lần này thành công rồi trương đại bàn vô cùng kích động cầm phi kiếm bạch tiểu thuần đưa cho hớn hở ngắm nghía bạch tiểu thuần đứng một bên ánh mắt vui mừng thấy trương đại bàn phấn khởi như thế hắn cũng hít một hơi thật sâu nhìn trương đại bàn đang vung tay nói lớn hôm nay sư huynh thật cao hứng ta sẽ luyện linh thêm một lần cho ngươi đại sư huynh hay là để tới lần sau đi bạch tiểu thuần cảm thấy có chút không ổn trong trí nhớ của hắn, đối với việc luyện linh, tông môn có rất nhiều điều kiêng kỵ. Không sao, Trương Đại Bàn không giải thích cầm lấy thanh phi kiếm với tinh thần phấn chấn, bắt tay ngay vào việc luyện linh. Lần luyện linh thứ hai này khó khăn hơn nhiều so với lần trước. Khoáng thạch đều bị hắn dùng hết, thân thể cũng run rẩy. Liên tục nuốt đan dược vào người mới miễn cưỡng huy động lực lượng thiên địa dung nhập vào trong thân kiếm tới lúc thanh kiếm tỏa ra hào quang sáng lóng lánh trương đại ban mệt mỏi ngồi xuống đất thở hồn hền ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn vội đưa thanh kiếm cho sư để ngươi thử lại lần nữa xem bạch tiểu thuần gật đầu nhận lấy thanh kiếm muốn thử linh ngay tại chỗ thì trương đại ban cầm tay hắn nghiêm túc dặn dò đừng thử ở chỗ này ta nói cho cửu sư đệ biết việc thử linh quan trọng nhất là cảm giác lúc cảm giác tốt sẽ như có thần trợ lực vậy người đã từng thử thành công ở trong phòng vậy hãy quay về phòng mà thử đi bạch tiểu thuần trừng mắt nhìn cảm thấy sư huynh rất am hiểu về việc luyện linh nên nghiêm túc gật đầu chạy trở lại trong phòng hắn thầm nghĩ nói không chừng sư huynh thực rất lợi hại trong việc luyện linh này vừa rồi nếu ra không dùng nồi quy văn cũng có thể thành công hắn nghĩ tới đó lại liếc nhìn phi kiếm trong tay dứt khoát không dùng tới nồi quy văn linh lực trong cơ thể tan ra mãnh liệt sau đó dung nhập vào trong thân kiếm trong chớp mắt tia sáng trắng lại lóe lên nhưng nhanh chóng ảm đạm trên thân kiếm xuất hiện từng vết dạn trở thành một phế phẩm vẻ mặt hắn buồn bã đang chưa biết làm sao thì bên ngoài trương đại bàn sốt ruột không đợi được đã hỏi vọng vào cửu sư để ta vừa nhìn thấy có tia sáng trắng không biết là có thành công hay không chuyện ấy ta còn chưa thử qua bây giờ sẽ thử ngay đây Bạch Tiểu Thuần vội đáp. Trong sân, Trương Đại Bàn trở nên trầm mặc thần sắc có chút chua chát. Hắn không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý tứ từ trong lời nói của sư đệ mình? Huống gì vừa rồi Bạch Tiểu Thuần tiến vào nhà gỗ, hắn thực sự đã nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên. Sau khi than nhẹ một tiếng, hắn biết Bạch Tiểu Thuần không muốn làm mình thất vọng mà thôi. Trương Đại Bàn quay về hướng nhà gỗ lên tiếng, "Cửu sư đệ, sư huynh biết ngươi đã thử rồi." không có chuyện gì đâu ta đi trước đây vừa mới hưng phấn chưa bao lâu hiện giờ việc luyện linh không thành cũng tạo thành đà kích không nhỏ cho hắn hắn biết mình có chút lỗ mãng sự phụ hắn từng nói luyện linh là một thuật pháp huyền diệu thuật pháp này không ai có thể khẳng định thành công toàn phần nhưng tu chân giới cũng ghi nhận một việc kỳ lạ người có thể thành công thì tỷ lệ thành công lại rất cao còn đã thất bại thật khó để thành công dù chỉ một vài lần việc này diễn tả thành lời có chút khó khăn nhưng kết quả thực tế bị ảnh hưởng lớn bởi một loại lực lượng của niệm một loại lực lượng rất huyền diệu người nào càng tự tin khả năng thành công càng cao vì vậy trong thế giới luyện linh có hai loại phương pháp tu hành một loại là chính thống luyện linh sư chỉ phụ trách việc luyện linh mà không trực tiếp thử linh hơn nữa sau khi giao vật phẩm cho người nhờ luyện thì sẽ yêu cầu người đó không được thử linh ngay trước mắt mình dù là thành công hay thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới tâm tính của luyện linh sư. Sau khi giao vật phẩm cho người chủ vật phẩm rồi, luyện linh sư sẽ quên việc ấy đi, giữ cho tâm tình ở vào trạng thái bình tĩnh. Ngoài phương pháp ấy ra còn có một phương pháp tu hành cực đoan gọi là niệm linh cổ pháp, cầm chú ý tới phương pháp niệm lực khó hiểu, bắt buộc luyện linh sư phải tận mắt thấy được kết quả. Nếu thành công, khả năng luyện linh sẽ càng cao tới kinh người. Chỉ là phương pháp này khá cực đoan một khi thất bại quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng to lớn tới tinh thần, thậm chí có thể mất đi thiên phú, cả đời không dám nói tới việc luyện linh này nữa. Dẫu vây, vẫn có không ít người dùng tới phương pháp này. Sư tôn của Trương Đại Bàn là hứa Mị Nương cũng thừa nhận. Người tu hành phương pháp luyện linh cực đoan này có thể nghịch thiên mà thành công một số lần thì sự tự tin về niệm lực của người này sẽ tăng cao. Trên con đường luyện linh nhất định sẽ vang danh bốn bể. Chí bảo chân tông của Linh Khê Tông là thanh thiên giác kiếm được luyện Linh 10 lần, cách đây vạn 5 năm, năm được luyện ra bởi một vị luyện Linh sư như thế. Trường Đại Bàn cảm thấy chua sót nhưng hắn hiểu từ đỉnh sơn nhất mạch bọn hắn tu hành phương pháp là chính thống. Bản thân hắn vì quá kích động mà dẫn tới sai lầm này, nếu không thể tĩnh tâm thì không biết tới bao giờ mới khôi phục tinh thần được. Ở trong phòng, Bạch Tiểu Thuần thấy bóng lưng sư huynh xa dần. Cắn răng mạnh một cái. Hắn không muốn Trương Đại Bàn phải thất vọng lớn như vậy, liền lấy từ trong túi chữ vật ra một thanh phi kiếm giống với thanh phi kiếm vừa rồi. Sau đó lấy nồi quy văn ra nhanh chóng tiến hành luyện linh hai lần. Trương Đại Bàn đang buồn khổ, chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài khoảnh sân thì sau lưng truyền tới âm thanh vui mừng của Bạch Tiểu Thuần. Đại sư Huynh thành công rồi, cánh cửa nhà gỗ bị đẩy mạnh ra. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy thanh phi kiếm có hai đạo ngân văn mừng rỡ chạy ra ngoài thành công rồi sao, toàn thân trương đại bàn chấn động mạnh. Hắn vội xoay người thấy thanh phi kiếm trong tay sư đệ thì vẻ mặt không tin nổi tinh thần kích động. Ha ha, trương đại bàn ta đúng là một thiên tài luyện linh rồi. Ta đã luyện linh thành công hai lần. Đúng là hai lần, ta rõ ràng đã thành công hai lần. Trương đại bàn ôm cổ bạch tiểu thuần, vui mừng suýt rơi cả nước mắt. Từ chất tu hành của hắn vốn bình thường nếu không phải tổ tiên có chút quan hệ với sư tôn hắn thì hắn khó mà tiến vào linh khê tông tu hành như thế này được lúc còn ở hòa táo phòng dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới đặt tới ngưng khí tầng thứ ba đại viên mãn sau khi trở thành đệ tử ngoại môn không còn những thiên tài địa bảo kia nữa tốc độ tu hành của hắn càng chậm mắt thấy hắc tam bàn dần vượt qua mình lại thấy bạch tiểu thuần tiến bộ thần tốc mặc dù thật lòng chúc phúc cho huynh đệ nhưng trong lòng hắn Niềm tin cũng bị sứt mẻ không ít. Hôm nay biết bản thân có thiên phú về luyện linh khiến hắn vui sướng vô cùng. Niềm vui mà người ngoài khó có thể tưởng tượng ra được. Hắn cảm thấy mình là người hữu dụng, không giấu nỗi động, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng tràn đầy tin tưởng vào bản thân. Mơ Hồ CMa thấy có một tia lực lượng kỳ dị ngưng tụ lại. Tia lực lượng này chính là hình thức ban đầu của niệm lực con đường luyện linh cực đoan càng thành công càng tự tin thì niệm lực càng mạnh thành công càng lớn có lẽ ai không sợ thất bại tin rằng mình có thể làm được thì sẽ hình thành thứ niệm lực huyền diệu khó giải thích kia trương đại bàn mang theo phấn khởi rời đi bạch tiểu thuần đưa tiễn một đoạn sau đó quay về trong sân hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nhưng thấy trương đại bàn vui vẻ như vậy hắn tin mình đã làm đúng Mấy ngày sau, từ chỗ hứa bảo tài, Bạch Tiểu Thuần biết được nguyên nhân vì sao Hương Vân Sơn lại thưa thớt người như vậy. Bởi vì hầu như tất cả đệ tử ngoại môn, chỉ cần có tu vi từ ngưng khí tầng thứ 6 trở nên đều bế quan với ý đồ muốn đột phá tới tầng thứ 8, khát vọng tham dự thiên kiêu chiến mà cứ 6 năm mới tổ chức một lần kia. Thiên kiêu chiến diễn ra giữa các đệ tử thiên tài hai bên bờ sông sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa. Trận chiến này được cả Linh Khê Tông chú ý các gia tộc tu chân và những tông môn nhỏ trong phạm vi Đông Lâm Châu đều rất coi trọng dịp này. Trận chiến này sẽ lựa chọn ra 10 thứ hạng đầu để tấn chức nội môn. Nhưng cả danh khí và trình độ đều bất đồng với những đệ tử nội môn bình thường khác. Cứ 30 năm một lần, những đệ tử thiên tài đứng trong 10 thứ hạng đầu đều trở thành nhân tài kiệt xuất trong cả thế hệ ở tông môn, danh chấn bát phương. Những tông môn khác cung cấp với Linh Khê Tông đều chú ý tới. Đệ tử lọt vào top 10 người đứng đầu thiên kiêu chiến đều được tông môn khen thưởng. Đặc biệt là người về nhất nghe nói sẽ được thưởng điểm cống hiến lên tới hơn 10 vạn, lại càng không nói tới những thiên tài địa bảo khác. Thậm chí còn được một lần cơ hội tiến vào bí cảnh của tông môn. Những điều ấy khiến rất nhiều người động tâm. Đối với danh sách tiền chọn truyền thừa thần bí khó lường thì những đệ tử đứng trong top 10 người cũng được đánh giá rất cao. Trước khi tiến hành Thiên Kiêu chiến sẽ tiến hành tư cách chiến. Mỗi bờ sông đều tự mình cử hành để lựa chọn ra 10 người mạnh nhất đại diện tham dự Thiên Kiêu chiến kia. Lần này, tu vi đệ tử bị giới hạn tại ngưng khí tầng thứ 8. Chỉ những đệ tử ngưng khí tầng thứ 8 mới được tham dự. Muốn trở thành đệ tử nội môn có hai yêu cầu phải đạt được. Một là đạt tới ngưng khí 8 tầng, yêu cầu còn lại là thông qua thí luyện các loại thí luyện tấn chức bình thường vẫn diễn ra. Từ cách chiến trước mỗi lần thiên kiêu chiến cũng được liệt vào loại thí luyện như vậy. Loại thí luyện này cũng được các đệ tử trong tông môn gọi là thí luyện mạnh nhất. Cũng là thí luyện quan trong sau cùng. Vì vậy có không ít đệ tử ngoại môn không tấn chức nội môn theo cách thông thường mà đợi thời gian tham gia tư cách chiến, đạt lấy một trong 10 vị trí đầu là có thể tấn chức nội môn. Lại được tham gia thiên kiêu chiến giữa hai bờ sông những người như Thượng quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi, Chu Tâm Kỳ đều mang suy nghĩ này, muốn trở thành một trong 10 người đứng đầu. Cùng khai chiến với đệ tử thiên kiêu của bờ bắc, sau khi trở thành đệ tử nội môn, mục tiêu tiếp theo là sau một số năm sẽ có cơ hội bước vào danh sách đệ tử truyền thừa của Linh Khê Tông. Một ngàn năm nay, bờ nam luôn luôn bị bờ bắc chèn ép, mỗi lần đến trận chiến thiên kiêu ngoại môn, đệ tử bờ bắc đã chiếm hơn phân nửa 10 vị trí đầu việc này khiến cho bờ nam không thể ngóc mặt lên được còn vị trí thứ nhất càng không cần bàn tới ngàn năm qua luôn là nằm trong tay bờ bắc đấy trong này nguyên nhân chính là bờ bắc có bốn ngọn núi tồn tại trong khi bờ nam chỉ có ba ngọn nhưng một ngàn năm trước địa vị ba ngọn núi bờ nam này lại hoàn toàn trái ngược với bây giờ cho dù luyện linh hay luyện dược cũng đều là trụ cột trong tông môn không người nào dám coi thường còn kiếm tu thanh phong sơn được xưng là chiến lực mạnh nhất trong các ngọn núi của linh khê tông nhưng ngày nay vì vài nguyên nhân mà vị thế lại hoàn toàn nghịch chuyển vị thế bờ bắc tăng cao mỗi lần thắng lợi còn dành thêm nhiều tài nguyên lớn khiến cho sức chiến đấu tổng thể càng mạnh hơn nữa phương pháp tu hành của bờ Bắc và bờ Nam cũng hoàn toàn khác hẳn nhau càng khiến cho tông môn bên ngoài cùng với đám gia tộc tu chân khi nhận định về Linh Khê Tông đều cho rằng bờ Bắc mạnh mẽ, như đóng vai trò chủ đạo. Linh Khê Tông, bờ Nam ngự vật, bờ Bắc ngự thú. Cũng giống như sở học nhập môn của Bạch Tiểu Thuần chính là từ khí ngự đỉnh công, còn nhập môn của bờ Bắc hẳn nhiên là thông thiên ngự tượng công. Vì lẽ đó mà vạn dược các tại Hương Vân Sơn không chỉ có ngũ thiên thảo mộc mà còn có ngũ thiên linh thú. Nhưng trong ngàn năm đối chiến giữa hai bờ Nam Bắc, bờ Nam liên tục thất bại, đặc biệt là lần cách đây nửa giáp trước. Trong 10 vị trí đầu tiên chỉ có một đệ tử bờ Nam duy nhất lọt vào được khiến cho toàn bộ trưởng lão và ba vị trưởng tòa bờ Nam dồn dập phẫn nộ, đành phải tự mình ra mặt. Mới xuất hiện được ba người thượng quan Thiên Hữu Thiên Kiêu như vậy. Thượng quan Thiên Hữu Lữ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ chính là đòn sát thủ mà bờ nam chuẩn bị lần này. Ba người đều được ba vị trưởng tòa thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng. Tu Vi lúc này chỉ mới ngưng khí tầng 8 nhưng chiến lực có thể chiến thắng không ít đệ tử nội môn. Mà Thượng quan Thiên Hữu càng thêm kinh người am hiểu hư không chi pháp. Được nhận định là đệ nhất ngoại môn thiên kiêu bờ nam. Lữ Thiên Lỗi am hiểu lôi đảo cũng không tầm thường. Lôi pháp kinh người đến cả sư tôn gã là hứa mị nương cũng tán thán không ngớt. Còn dám khẳng định lữ thiên lỗi nhất định chiếm được một vị trí trong danh sách 10 vị thiên kiêu đứng đầu hai bờ nam. Bắc lần này, về phần chu tâm kỳ. Bình thường nàng này thường hiển lộ tạo nghệ về dược thảo của mình, nhưng pháp thuật của nàng là do một thân lý thanh hậu truyền dạy. Cường hãn không kém. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần biết được từ hứa bảo tài, nghe được trong lòng cũng có chút bất cam, cảm thấy bờ bắc quả thực quá khi dễ người khác. Chờ sau này ta chúc cơ. Sau đó qua bên đám đệ tử ngoại môn bờ bắc một chuyến, xử lý sạch sẽ cái uy phong của bọn họ trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy hào hùng ngạo nghễ. Nhưng cái danh xưng tư cách bờ nam chiến hay là tư cách thiên kiêu chiến thì hắn lại không có chút hứng thú nào cả. Loại chuyện tình đánh đánh giết giết Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy phù hợp với thân phận mình. Hắn là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, bối phận của hắn không giống với đám người kia. Cho nên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nên đi tranh đoạt cùng đám vãn bối. Vạn nhất tranh đoạt không nổi thì làm sao đây chứ như vậy không khiến cho trưởng môn sư huynh mất hết mặt mũi sao? tốt hơn là ta không nên đi bạch tiểu thuần vội ho lên một tiếng cảm thấy bản thân vì trưởng môn sư huynh vì tông môn mà hy sinh như vậy hắn có thể đến tháp cho sư tôn nén nhang kể khổ một chút được rồi bạch tiểu thuần cảm thấy như vậy quá tiệt diệu rồi nên cũng không coi chuyện này có gì to tát nữa trong hai tháng tiếp theo này hắn đều đi tìm trương đại bàn để cho gã luyện linh Mỗi lần cũng không ở trước mặt Trương Đại Bàn mà thử nghiệm, mà lại tiếp tục tự mình dùng nồi quy văn luyện lại một lần. Sau đó, tỏ vẻ kích động và mừng rỡ như điên trước mặt Trương Đại Bàn. Lúc đầu Trương Đại Bàn rất kinh ngạc, nhưng dần sau đó, từ kinh hỉ dần chuyển sang đắc ý. Lâu dần thành quen, chính bản thân gã còn chắc chắn nhận định bản thân chính là thiên tài luyện linh. Dưới sự tự tin mãnh liệt này, mà phương pháp luyện linh của gã cũng hình thành niệm lực càng ngày càng mạnh mẽ. Sau một tháng thời gian trôi qua, trước ba ngày cử hành cuộc chiến thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhận được thông báo từ Tông Môn yêu cầu tất cả đệ tử có tu vi ngưng khí tầng 8 trở lên đều phải tham gia cuộc chiến tranh đoạt tư cách. Không có ngoại lệ nào hết, Bạch Tiểu Thuần nhìn lướt qua tin tức trên ngọc giản rồi ngáp một cái cũng không chú ý tới mà cứ tiếp tục luyện đan. Mãi cho đến ba ngày sau, ngày sáng sớm tiếng chuông vang vọng khắp bờ nam hắn mới lảo đảo tiến vào trong sơn môn nhìn lượng lớn đệ tử ngoại môn mang theo vẻ mặt đầy nghiêm nghị đi đến. Hắn bèn sốc lại tinh thần rồi theo đoàn người đi lên. Không lâu lắm thì hắn đến một vùng sơn cốc ở bờ nam ba ngọn núi này, bên trong rất rộng được lát bằng bạch ngọc. Hình thành một quảng trường rộng lớn, xung quanh còn có từng cột trụ chạm khắc hình rồng uốn quanh, khí thế kinh thiên. Ở giữa mỗi hai cột trụ khắc hình rồng là một pho tượng tất cả đều là hung thú trông rất sống động tràn ra từng đợt khí tức hung sát lan khắp tám hướng, khiến toàn bộ sơn cốc đều phủ đầy khí tức nghiêm nghị nặng nề. Xung quanh nơi này là vách núi, một đài cao được nhô ra ngoài, trên đài cao đó có mấy chục chỗ ngồi. Không chỉ có ba vị trưởng tòa lý thanh hậu, hứa mị nương kia ngồi trên đó. Mà ngay cả trưởng môn trịnh viễn đông cũng tới tham dự. Trận chiến tranh giành tư cách hai bờ Nam Bắc không cử hành cùng một thời điểm, bờ Nam tổ chức trước sau đó tới bờ bắc. Do vậy mà bản thân trưởng môn linh khê tông cũng không thể hiện ra sự thiên vị bất kỳ bờ nào trong tông. Lúc này đến tham dự bên bờ nam thì sau đó sẽ tham dự trận tranh đoạt tại bờ bắc. Lúc này ba người Lý Thanh Hậu cùng ngồi cạnh mà mỉm cười chuyện phiếm với trưởng môn. Ngay sau ba vị trưởng tòa la các, vị trưởng lão của ba ngọn núi, chu trưởng lão cũng có mặt trong đó, từng người đều đang nhắm mắt dưỡng thần hoặc cũng có vài người thấp giọng chuyện trò bàn luận với nhau, cũng có người thì đào mắt nhìn qua đám đệ tử không ngừng tiến tới nơi này. Vẻ mặt bạch tiểu thuần đầy lười biếng đi lẫn trong đoàn đệ tử. Khi tới quảng trường thì hắn đứng một bên có chút hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Hắn chưa từng tới đây lần nào, do vậy những pho tượng kia khiến cho hắn hiếu kỳ không ít còn chạy tới nhìn ngắm tỉ mỉ. Thậm chí còn phát ra từng tiếng chật chật trong miệng những hung thú này dường như đang còn sống vậy, thú vị, thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy một sợi lông thú trên pho tượng như siêu siêu trong gió. Khiến cho hắn cảm thấy khó mà tin được. Đang lúc này thì từng tiếng kinh ngạc từ trong đám người đột nhiên truyền ra. Chu sư tỷ đến, tu vi của chu sư tỷ đã đến ngưng khí tầng 8 từ lâu, lần này trong 10 vị trí đứng đầu nhất định là có nàng, thậm chí với khả năng của nàng. Ba vị trí đầu vẫn cứ ổn thỏa lúc này thì một tấm lụa xanh lóe lên từ phía chân trời chớp mắt đã đến gần hóa thành thân ảnh của chu tâm kỳ đầu tiên nàng chắp tay hướng về đài cao cúi chào sau đó mới đi tới một bên nhắm mắt dưỡng thần nhìn nàng lúc này đầy bình thản nhưng trong lòng lại đang đầy khẩn trương tu hành nhiều năm như vậy lần này nàng là bắt buộc phải lấy được tư cách chiến trên đài cao lý thanh hậu nhìn về phía chu tâm kỳ khẽ mỉm cười trong mắt đầy tán thưởng Thanh hậu chu tâm kỳ này không chỉ tạo nghệ thỏa mộc không tầm thường, thuật pháp cũng đến trình độ kinh người. Hẳn lần này có thể làm cho bờ nam các người dạng dỡ. Trịnh Viễn Đông cười nói, trưởng môn quá khen rồi, đồ nhi này của ta vẫn cần phải tôi luyện nhiều, bất quá tâm tính nàng so với cùng thế hệ thì xác thực hiếm thấy. Là một tài năng đáng để bồi dưỡng, Lý Thanh Hậu khiêm nhường đáp trong khi đám người trong quảng trường bốn phía đều đang đổ dồn ánh mắt đầy hâm mộ và ao ước về phía chu tâm kỳ thì bạch tiểu thuần cũng nhìn lướt qua nàng rồi khẽ ho khan một tiếng cũng bày ra một cái dáng dấp tương tự như lý thanh hậu chắp tay nhỏ sau lưng ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng tiếng nghị luận bàn tán về chu tâm kỳ còn chưa dứt thì đoàn người lại ồ lên thêm lần nữa tất cả mọi người lại nhìn lên trên bầu trời chỉ thấy lôi đình nổ vang Từng tia chớp lóe lên như những con ngân xà tán loạn, rồi một thiếu niên áo xanh, vẻ mặt đầy cao ngạo đạp lên một tia lôi điện trong chớp mắt tiến về đây. Phía sau gã, vô số tia chớp tán loạn khắp nơi, sấm sét nổ ầm ĩ, khí thế cường hãn vượt hẳn chu tâm kỳ. Khi gã bước vào quảng trường, phạm vi 10 triệu xung quanh hắn bất giác đã hình thành nên một mảnh lôi trì với một lượng lớn ánh sáng lôi điện khuếch tán ra xung quanh. Trên người gã còn có tia chớp hình cung vờn quanh là từ đỉnh sơn Lữ Thiên Lỗi, Lữ Sư huynh có lôi mạch hiếm thấy, sau khi nhập môn thì hắn luôn luôn bế quan, lúc này nhìn thấy lại đầy phi phàm. Lữ Thiên Lỗi này quả thật không tầm thường. Hắn tu hành công pháp gì mà có thể điều khiển lôi đình đến trình độ như vậy chứ? Trong khi đám người bốn phía còn đang ngơ ngác thì Lữ Thiên Lỗi đã mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo hướng về đài cao cúi. Chào rồi xoay người bước qua một bên, trong mắt gã toàn bộ đệ tử ngoại môn trên quảng trường này chỉ có chu tâm kỳ có thể trở thành kình địch duy nhất của gã mà thôi còn những người khác thì gã không cần để vào trong mắt trên đài cao hứa mị nương cười khẽ hai mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng trưởng môn đệ tử này của ta tu hành cực đạo ngự lôi pháp người thấy hắn thế nào đã có hai phần lôi ý với ngưng khí tầng 8 thì trình độ này của hắn có thể nói là thiên kiêu chỉ dưới trúc cơ mà thôi, sắc mặt trịnh viễn đông có hơi thay đổi, nhìn lữ thiên lỗi vài lần. Đang lúc này thì vị trưởng tòa khô gầy thanh phong sơn. Lão giả khiến cho người khác lúc nào cũng có cảm giác đầy sắc bén chợt ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa xăm, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười. Vẻ mặt của trịnh viễn đông cũng chợt tập trung, ngẩng đầu nhìn lên mà hết thầy trưởng lão cũng đều nhìn về phương xa xa kia một đạo kiếm quang từ trên vô tận tầng mây trong thiên địa nhấc lên rồi ầm ầm lao đến khí thế vô cùng mạnh mẽ càng khiến cho tầng mây cũng trở nên cuồn cuộn mơ hồ như có thể thấy được một thanh cổ kiếm như vẽ nên một vệt cầu vồng thanh sắc trong nháy mắt phá tan hết thảy cản trở xuyên thẳng qua hư vô mà lao thẳng đến đây kiếm này đầy vẻ cổ xưa làm bằng thanh đồng mang theo tuế nguyệt chi ý mà đến nhìn qua cực kỳ bất phàm trên thanh phi kiếm là một người thanh niên mặc một thân trường bào đệ tử ngoại môn đang đứng trên đó, mái tóc đen tung bay, dáng vẻ thông tuệ anh tuấn đến mức tận cùng. Lúc này gã chắp tay sau lưng, khí thế kinh người, bên ngoài thân thể gã còn có một màn sáng màu vàng nhạt. Đặc biệt vệt cầu vòng xanh phía sau gã lúc này lại hóa thành từng đóa sen xanh như hình thành dị tượng còn có một con thú đầu rồng thân cá to khoảng ba trượng theo sau, bơi lội bốn phía như đem toàn bộ bầu trời hóa thành biển lớn, mà những chỗ nó đi qua, lại như có nước mưa rơi xuống. Hắn chưa tới gần thì cơn gió mưa kia đã thổi qua quảng trường, toàn bộ đám đệ tử ngoại môn khi ngẩng đầu nhìn lên. Thấy cảnh này cũng đều trợn mặt há hốc mồm, là thượng quan đại sư huynh, đệ nhất thiên kiêu ngoại môn bờ nam, thượng quan thiên hữu Nghe đồn hắn có kiếm linh thân là thân thể một đại năng kiếm tu truyền thế, vì một số nguyên nhân nào đó mà trời xanh thấy hổ thẹn nên phúc phận đời này nhiều vô số, ba tuổi nhặt được thượng cổ tàn kiếm. Bảy tuổi thì một con xích vân thú con từ trên trời hạ xuống nhận hắn làm chủ, mười ba tuổi thì có kim quang hộ thể nên tên được lấy là thiên hữu Hai mắt chu tâm kỳ mở to nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đầy nghiêm túc. Lữ thiên lỗi phía xa cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt cũng chớp lóe đầy tia chớp, lôi điện hình cung quanh thân cũng chớp giật chuyển động khắp người, khí thế tràn ra. Ánh mắt đầy khiêu khích, thượng quan thiên hữu bái kiến trưởng môn, sư tôn, hai vị trưởng tòa, chư vị trưởng lão. Cầu vòng đến nơi, thượng quan thiên hữu chắp tay hướng về đài cao cúi chào, sau đó hờ hững bay xuống. Mỉm cười gật đầu với đám đệ tử ngoại môn bốn phía, ánh mắt gã đầy ôn hòa, khi hướng về phía đám đệ tử gật đầu cũng được vô số người cúi đầu chào lại. Cũng không thiếu nữ đệ tử nhìn về phía thượng quan thiên hữu đầy ngượng ngùng. Được, 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 trên đài cao ánh mắt trưởng môn trịnh viễn đông lộ ra tia sáng ngời, cười to. Mới ngưng khí tầng 8 đã cảm ngộ được cảnh giới kiếm khí hóa liên. Thượng quan thiên hữu này có phải là vị đại năng nào truyền thế hay không, cho dù nắm giữ nắm giữa kiếm linh thân thể thì dưới chúc cơ có thể làm được điều này vẫn là vô cùng hiếm thấy bờ nam các ngươi lần này vậy mà đã khiến cho lão phu phải kinh ngạc trịnh viễn đông nhìn về phía vị trưởng tòa thanh phong sơn cười ha hà ba người lý thanh hậu đều lộ ra một nụ cười mà những trưởng lão phía sau từng người cũng đều tươi cười như thể hiện đầy đủ tâm ý muốn cùng bờ bắc rửa sạch nhục nhã trước kia trịnh viễn đông đang định nói tiếp thì chợt nhìn thấy bạch tiểu thuần đang đứng bên cạnh pho tượng trên quảng trường phía dưới Hai tay chắp sau lưng bày ra một bộ dáng tiền bối. Bạch Tiểu Thuần này, thật còn làm bộ làm tịch đấy, Trịnh Viễn Đông lặng yên mỉm cười. Trịnh Viễn Đông không thể không chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Dù sao trong lúc tất cả mọi người dưới này đều xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ đứng cạnh pho tượng. Bày ra cái dáng điệu tiền bối khiến cho cái khí chất trên người hắn hoàn toàn khác biệt hẳn với mọi người. Đứa nhỏ Bạch Tiểu Thuần này cũng đã đến ngưng khí tầng 8 rồi. Hơn nữa hắn cũng đã từng cửu từ nhất sinh trong trận chiến lạc trần gia tộc ta xem ra hôm nay kẻ này hẳn có thể nằm trong 10 thứ hạng đầu tiên. Không chừng còn có hy vọng tranh đoạt vị trí năm thứ hạng đầu cũng nên một vị trưởng lão trên đài cao chợt mỉm cười nói. Không sai, kẻ này tạo nghệ thảo mộc không tầm thường Một thân luyện thể lại càng kinh người, nói không chừng trong trận chiến tranh đoạt này có thể trở thành hắc mã. Nghe mọi người nói vậy. Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đông đều cảm thấy ra mặt có chút sáng láng, hai người cùng cười ha hà. Đứa nhỏ này lại không giống người khác cho lắm, tín niệm của hắn rất mạnh, nếu so sánh thì vượt xa đám người cùng trang lứa, năm đó lúc ta dẫn hắn lên núi từng hỏi vì sao hắn muốn tu hành. Hắn trả lời ta là vì hắn muốn trường sinh, Lý Thanh Hậu cười mỉm nói. Lúc y nhìn về Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ nhu hòa, y cũng đã đổi lấy pháp bảo hộ thân cho Bạch Tiểu Thuần rồi chuẩn bị đợi trận chiến tranh đoạt tư cách bờ nam này kết thúc sẽ đưa cho hắn. Mọi người vẫn là không nên khen ngợi hắn, đứa nhỏ này tuy là sư đệ của ta, nhưng mà Thanh Hậu cũng hiểu rõ. Tính cách kẻ này bất hảo, còn cần rèn luyện nhiều, bất quá tâm tính hắn thuần lương, tính cách không phách lối kiêu ngạo cũng rất đáng khen, trưởng môn cũng cười cười, mặc dù nói vậy. Nhưng mọi người xung quanh vẫn nhìn ra được ý tứ mong chờ của Trịnh Viễn Đông ngay khi mọi người còn đang chuyện trò trên đài cao thì bạch tiểu thuần lúc này đang đứng cạnh pho tượng dưới quảng trường nhìn qua lữ thiên lỗi cao ngạo vô cùng nhìn thượng quan thiên hữu khiến cho vô số đệ tử hâm mộ phải hú hét hắn cũng cảm thấy có chút kinh hãi toàn thân lữ thiên lỗi đều đầy tia chớp bạch tiểu thuần nhìn thấy thì nhớ tới một màn xét đánh mấy bữa trước mà ra đầu run lên thượng quan thiên hữu đầy phúc trạch với thanh cổ kiếm không chút tầm thường toàn thân tàn ra khí thế động trời càng khiến cho bạch tiểu thuần hít vào một hơi lạnh hắn cảm thấy hai người kia thật sự cũng quá cường hãn rồi chỉ là khi nghĩ tới thân phận mình bạch tiểu thuần cũng vội vàng ho khan lên một lần nữa rồi mỉm cười gật gật đầu trong mắt đầy tán thưởng thiên kiêu càng nhiều chứng tỏ linh khê tông ta càng cường đại ta là quang vinh đệ tử là sư đệ của trưởng môn không thể lại đi so cao thấp với đám tiểu bối này Bọn họ là tương lai của tông môn. Ta không thể khi dễ bọn họ được, ừm, nếu như so thì cũng nên đợi những thiên kiêu này tiến vào nội môn tông môn rồi mới tính. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm xong, cũng lộ ra một bộ dáng vui mừng. Người tới càng ngày càng nhiều, những đệ tử ngoại môn là ngưng khí tầng 8 thì đều bẻ ngón tay giặc giặc, một số đệ tử có tu vi chưa tới. Nhưng trận chiến tranh đoạt tư cách là một sự kiện trọng đại nên bọn hắn cũng muốn đến quan sát ít nhiều toàn bộ ba ngọn núi bờ nam lúc này có chừng hơn một ngàn đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 8. Đều tập trung toàn bộ bên trong sơn cốc này, trong đó cũng không thiếu người bạch tiểu thuần còn chưa từng nhìn thấy qua. Dù sao thì không phải ai cũng ưa thích náo nhiệt, cũng có một số người yêu thích cô độc tuy là vậy nhưng những người này tu hành. Cũng là muốn nhân sự kiện trọng đại như hôm nay để bỗng chốc mà trở nên nổi tiếng. Bốn phía xung quanh còn có thêm nhiều đệ tử ngoại môn nữa tu vi những người này vốn không có tư cách tham gia vào trận chiến tranh đoạt này. Nên chẳng qua đến đây nhằm quan sát trận chiến. Từng người cũng đầy mong chờ nhìn hơn một ngàn đệ tử ngưng khí tầng 8 trong lòng mọi người đều đang chờ mong biểu hiện của từng người. Đến cùng thì vị nào có thể bước vào 100 người đứng đầu lại còn có thể bước vào trong danh sách 10 thứ hạng đầu tiên. Về ba thứ hạng đầu. Tất cả mọi người không chút băn khoăn mà suy đoán nhất định sẽ là thượng quan thiên hữu, lữ thiên lỗi cùng với chu tâm kỳ, thậm chí thứ tự bài danh cũng là như vậy. Thời gian dần qua, hơn một ngàn đệ tử ngoại môn ngưng khí tầng 8 cũng dần yên tĩnh lại mà đám đệ tử quan sát xung quanh cũng yên tĩnh hết. Một bầu không khí áp lực cũng dần bao trùm nơi này. Bởi vì hoàn cảnh tác động mà khí tức khắc nghiệt của nơi này lại mạnh mẽ hơn. Dường như đè ép mọi người không thở nổi trong lòng dần khẩn trương bạch tiểu thuần kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà cũng có chút khẩn trương hắn tự nghĩ chính bản thân mình cũng không có ý định so kè gì cả bèn lắc lư thả lỏng người lại đúng lúc này giọng nói của lý thanh hậu trên đài cao bỗng nhiên truyền ra vang vọng tám phương hai bờ nam bắc đại bì cũng sắp tới trong các ngươi có những người chỉ luôn ở một chỗ cũng không muốn cho người khác biết thực lực chân chính của mình Lúc này đây chính là cơ hội cho các ngươi hiển lộ bản thân, không nên lo lắng vì tu vi tăng lên quá nhanh. Hoặc là có đại tạo hóa đặc thù sẽ khơi dậy lòng tham của trưởng bối tông môn. Tu hành là chuyện riêng, mỗi người đều có bí mật. Linh Khê tông ta suốt một vạn năm phát triển từ một tông môn nhỏ đến bây giờ cũng không phải ngẫu nhiên mà thành, từng đệ tử có tạo hóa riêng của mình. Ngươi đạt được chính là số mệnh của ngươi đã định trước như vậy. Trong các ngươi còn có một vài người được gọi là thiên kiêu chẳng qua là có thể dựa vào thiên phú mà thôi không thiếu người có thiên phú tốt cuối cũng vẫn phải thất bại cho nên hôm nay chính là cơ hội để các ngươi chứng minh một chút các ngươi có đúng với danh xưng mà người khác gọi hay không thật sự đúng với cái danh xưng thiên kiêu hay không thành âm trầm thấp của lý thanh hậu truyền ra càng thêm sôi sục như hòa cùng vào ý tứ khắc nhiệt sẵn có nơi này khiến cho hơi thở của mọi người trong sơn cốc đều trở nên dồn dập nhất là một số người có bí mật riêng mình, ánh mắt chớt lóe sáng. Thậm chí đám người lữ thiên lỗi cũng đều lần lượt ngẩng đầu, chiến ý bùng phát. Trận chiến tranh đoạt tư cách lúc này, 100 người đứng đầu sẽ tấn chức lên làm đệ tử nội môn. Mười thứ hạng đầu sẽ đại diện bờ nam tham dự đại bỉ, đây là việc trọng đại nửa giáp một lần. Cũng là cơ hội chỉ có nửa giáp mới có một lần để cho các đệ tử bờ bắc nhớ kỹ các ngươi. Lý Thanh Hậu hất tay áo lên, thiên địa nổ vang. Ba ngọn núi bờ nam lúc này đồng loạt bạo phát ra một cột sáng phóng thẳng lên trời. Kinh thiên động địa thương không quay cuồng, dường như lúc này có một đôi bàn tay to lớn vô hình xe rách hư vô. Khiến cho một bên cửa ra vào sơn cốc chợt huyễn hóa ra một cây cầu. Cây cầu này mang phong cách cổ xưa đầy tang thương, dường như đã tồn tại qua vô số tuế nguyệt, phía trên từng viên đá lát trên cây cầu này đều được khắc lên những hoa văn cổ xưa lấp lánh chiều rộng cây cầu chừng trăm trượng, nhìn không tới phần cuối. Cứ như vậy, cây cầu đột nhiên hiện ra, sừng sững giữa thiên địa, mà tòa sơn cốc to lớn này. Lúc này lại như một cánh cửa ra vào cây cầu kia mà thôi. Cầu này tên là Linh Khê Kiều. Chính là một kiện trí bảo của Linh Khê Tông ta, hôm nay đem ra làm nơi thí luyện cho các ngươi tất cả những đệ tử ngưng khí tầng 8 trở lên. Sau 9 tiếng chuông vang lên thì bước vào cây cầu này, người nói không còn là Lý Thanh Hậu nữa, mà là hứa mị nương đang đứng trên đài cao, dáng điệu tiệt mỹ, gương mặt nàng đầy nghiêm nghị. Nàng đứng nơi đó, y sam phất phới, tóc dài tung bay, nhìn qua không hề giống một nữ tử nhân gian, mà như một vị tiên tử. Người nào tới cuối cây cầu nhanh nhất chính là đệ nhất từ đó tính tiếp mà lựa ra 10 thứ hạng đầu, 100 thứ hạng đầu. Lời hứa mị nương vang lên tâm thần đám đệ từ bốn phía cũng theo đó mà kích động từng người đều nhìn về phía cầu kiều này loại phương pháp tỷ thí này chính là tổng hợp tất cả các tố chất hơn nữa quy tắc cũng không phải là không cho mọi người đánh nhau nói cách khác chỉ là không cần chết người bất cứ phương pháp gì chỉ cần có thể đến cuối bên kia cây cầu nhanh nhất thì chính là đệ nhất hơn nữa cũng có thể tưởng tượng bên trên cây cầu cũng sẽ có những trở ngại xuất hiện thậm chí vận khí cũng có thể trở thành một loại thực lực ngay khi hơi thở của tất cả trở nên dồn dập, hai mắt lóe sáng, tu vi trong cơ thể cũng được vận chuyển sẵn sàng, thì Bạch Tiểu Thuần lại ngáp dài một cái. Ngay chính khoảnh khắc này, tiếng chuông ngân truyền ra. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng, sáu tiếng. Mỗi tiếng chuông ngân này truyền ra như vang vọng trong tâm thần mọi người, khiến cho tâm thần tất cả những đệ tử tham gia trận tranh đoạt tư cách này đều dậy sóng tu vì trong cơ thể được vận chuyển một tiếng chuông ngân này truyền ra như vang vọng trong tâm thần mọi người khiến cho tâm thần tất cả những đệ tử tham gia trận tranh đoạt tư cách này đều dậy sóng tu vì trong cơ thể được vận chuyển càng lúc càng nhanh tất cả khí thế đều đang được áp xúc lại tiếng thứ bảy tiếng thứ tám ngay khi thanh âm thứ chín vang lên trong nháy mắt đó tiếng nổ ầm âm ngập trời vang lên hơn một ngàn đệ tử ngưng khí tầng 8 từng người đều ầm ầm bộc phát ra tu vi trong cơ thể, rồi cả thân thể như tên rời cung mà lao vụt ra. Hơn một ngàn người lao đi, trong số đó cũng có không ít người phi hành mà hướng thẳng lên cây cầu. Trong chớp mắt đã có người bước chân lên cầu. Vội vã phóng đi, tốc độ của thượng quan thiên hữu là nhanh nhất, phi kiếm dưới chân gã gáo thét, toàn bộ người cũng hóa thành đạo cầu vòng màu xanh, vọt đi đầu phía sau hắn là lữ thiên lỗi, toàn thân hắn là điện quang chớp lóe như đang có một lực lượng lôi kéo đi tốc độ cực nhanh gần bằng với thượng quan thiên hữu Ánh mắt gã cũng lộ ra sắc đỏ ngầu mà gầm nhẹ vọt tiếp. Người thứ ba chính là Chu Tâm Kỳ. Giải lụa lam dưới chân nàng nhanh chóng rung rung mà lao nhanh về phía trước. Phía sau còn có mấy người tương đổi lạ mặt. Hiển nhiên là một số đệ tử ngày thường vốn che giấu tu vi như trong lời Lý Thanh Hậu nói lúc nãy cơ hội lúc này cũng khiến bọn hắn không thể che giấu tu vi nữa mà toàn lực bộc phát. Thoáng cái kéo giãn khoảng cách với đám người phía sau một đoạn, thậm chí còn nhìn ra được bọn hắn vẫn còn dư lực. Đệ tử bốn phía lúc này đều trợn ton mắt, tâm thần chấn động mà đồng loạt nhìn lại. Nhưng ngay lúc vạn chúng còn đang chăm chú nhìn vào, mọi người như điên cuồng từ trên quảng trường lao ra. Rất nhanh chỉ còn trơ lại bạch tiểu thuần đứng lẻ loi chỗ đó. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt nhìn, ngay khi tiếng chuông thứ 9 ngân lên, chỉ trong chớp mắt, hắn liền cảm nhận được một cơn cuồng phong quét ngang qua. Nhìn lại thì bốn phía xung quanh đã không còn ai, trước mặt hắn là một ngàn người đang lao nhanh lên cầu đá. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng khiến cho hắn đứng sau tán thưởng không thôi. Cố lên, Bạch Tiểu Thuần trên quảng trường hô lớn, cả người nhoáng cái cũng chạy chậm chậm lên cầu đá hắn đã hạ quyết tâm trận chiến tranh đoạt tư cách lần này bản thân chỉ cần tham dự, không cần phải đi đoạt thứ hạng trong 10 hạng đầu, hay trăm hạng đầu mà làm gì. Nghe nói bên bờ bắc kia toàn là một đám giữ tợn lão luyện, có đần mới đi đấu đá cùng với họ, bạch tiểu thuần đầy đắc ý, bày ra một bộ dạng rất đáng ăn đòn. Về phần chuyện tấn chức lên đệ tử nội môn, tất nhiên hắn không xem là gì, hắn cảm thấy bản thân mình là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, ai thèm quan tâm tới thân phận đệ tử nội môn chứ nên lúc này hắn vừa nhìn ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng còn gieo hò cổ vũ quả thật tạo thành một cảnh tượng vô cùng đối lập với những người trên cầu kiều kia. Đám đệ tử bốn phía đứng xem nhìn thấy vậy cũng đều choáng váng cả mặt mày, ngơ ngác nhìn bạch tiểu thuần, còn gương mặt thì đồng loạt hiện lên một vẻ cổ quái. Trên đài cao, gân xanh trên trán lý thanh hậu cũng nổi lên, y nhìn bạch tiểu thuần chăm chăm. Cảm thấy một cơn tức giận bốc thẳng lên tới đỉnh đầu. Hứa mị nương cùng với vị trưởng tòa thanh phong sơn kia cũng sửng sốt, hai người đều nhìn nhau rồi cười khổ. Về phần những vị trưởng lão kia cũng đều trợn mắt, không hề tưởng tượng được trận chiến tranh giành tư cách vậy mà lại xuất hiện chuyện tình như vậy. Nếu là đệ tử khác thì cũng thôi đi. Bọn hắn còn có thể gian dậy, nhưng thân phận bạch tiểu thuần cũng quá đặc thù. Vì vậy mà từng người cũng chỉ còn cách nhìn qua Lý Thanh Hậu và Trịnh Viễn Đông trịnh viễn đông lúc này đau nhức cả đầu óc càng thêm xấu hổ cảm thấy thật quá mất mặt đi lúc này lão cũng vội ho lên một tiếng liếc nhìn qua chu trưởng lão đang ngồi bên cạnh chu trưởng lão chuyện tiếp theo chuyện gì lão phu cũng không nhìn thấy chuyện gì hết con chim phượng kia của ngươi quả thật rất đáng thương a à. chu trưởng lão nghe vậy bỗng chợt hiểu bèn đứng dậy bày ra một bộ mặt đầy âm trầm cả người lão cũng bay ra hướng về phía bạch tiểu thuần trên cầu đá hét lớn lên bạch tiểu thuần hôm nay cũng không có ai cứu được ngươi đâu sau khi lão phu bắt được ngươi rồi nhất định sẽ cho ngươi tự mình trải nghiệm qua cái cảm giác đau khổ của chim phượng của lão phu ngày đó lão nói xong cả người như một con chim lớn lao thẳng tới cây cầu đá bạch tiểu thuần nghe được tiếng gầm giận dữ như vậy thì lại càng hoảng sợ vội vàng quay đầu lại liếc mắt đã thấy được chu trường lão bộ dáng xung phong liều chết lao đến ánh mắt của hắn trợn chừng chỉ cảm thấy hồn phi phách tán nhất là bộ dáng hung thần ác sát của chu trưởng lão mấy lời mà lão giống ra mặc dù không phải là muốn mạng của bạch tiểu thuần nhưng lại khiến cho hắn tự mình cảm nhận được sự đau khổ của con chim phượng kia loại chuyện này bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới chuyện con chim phượng kia hầu như cả ngày đều đem chim ở hương vân sơn chơi một cái ngay cả linh vĩ kê cũng không buông tha hắn liền có cảm giác sợ nổi cả da gà trong đầu hắn không khỏi có chút suy nghĩ ảo tưởng, đem chim phượng thay thế bằng bộ dáng của mình. Đồng tử của hắn mãnh liệt bành trướng, cả người run rẩy, quay đầu cấp tốc chạy vội. Mặc dù hắn không nhát gan, mặc dù chỉ sợ chết nhưng giờ phút này hắn đột nhiên hiểu ra, trên thực tế ở trên thế giới này còn có những chuyện so với chết còn kinh khủng hơn, ví dụ như mình biến thành chim phượng. Sư huynh cứu ta ta không muốn là chim bạch tiểu thuần nghĩ tới đây lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết trịnh viễn đông đứng ở trên đài cao vội ho một tiếng giả vờ như không nghe thấy dưới sự kích thích mãnh liệt này bạch tiểu thuần liên tục kêu thảm tốc độ thoáng một cái bộc phát oanh một tiếng trực tiếp chạy vội gần như là xuất hiện tàn ảnh trong chớp mắt đã đuổi theo ngay sau đám đệ tử đang chạy ở đằng trước những đệ tử này chỉ cảm thấy có một trận gió thổi qua bên người Giật mình ngẩng đầu lên thì chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần ở phía xa xa. Cái này, đây là cái tốc độ gì? Tất cả bọn hắn đều hoảng sợ, nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy thân ảnh của Chu trưởng lão cũng đang gào thét bay qua. Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cấp tốc đuổi theo. Cảnh tượng này lập tức khiến cho những đệ tử này đều hít vào một ngụm khí. Những đệ tử ngoại môn đứng ở bên ngoài cầu đá quan sát cũng đều mở to mắt. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Thuần này rõ ràng lại nhanh như vậy, xem ra bị đuổi giết có hiệu quả thật sự không phải bình thường. Trong lúc mọi người đang xôn xao thì Bạch Tiểu Thuần lại đang khóc không ra nước mắt. Hắn ủy khuất đã đến cực hạn, giờ phút này đang liều mạng chạy như điên, rất nhanh đã vượt qua một tên lại một tên đệ tử những tên đệ tử bị hắn vượt qua đều hít vào một ngụm khí, không cách nào tin vào tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có một tên không phục cũng nghiến răng chạy như điên. Nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng xa. Chết tiệt, hắn như thế nào lại giống như con chuột bị dẫm phải đuôi vậy? Giờ phút này, đám đệ tử ở trong lẫn ở bên ngoài, tất cả đều bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho rung động ngay cả đám người trưởng môn ở trên đài cao cũng phải trợn mắt há mồm, giờ khác này đều bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho giật mình. Ách, à, chính là trưởng môn cao minh. Lý Thanh Hậu cười khổ, hướng về phía trịnh viễn đông nói. Hứa mị nương cùng với lão giả của Thanh Phong Sơn, thần sắc cũng đều cổ quái. Đám trưởng lão ở bốn phía. Từng người đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Kẻ này bất hảo, chỉ có thể dùng loại phương pháp này rồi. Trịnh viễn đông vội ho một tiếng cùng lúc đó nhìn bạch tiểu thuần chạy vội mọi người ở bên ngoài cầu đá dần dần càng xôn xao hắn đã vượt qua một nửa rồi cứ tiếp tục vượt qua như vậy hắn nhất định có thể sẽ tiến vào một trăm thứ hạng đầu bạch sư thúc cố gắng lên còn có những tiếng cười reo hò khen hay đúng lúc này ở trên cầu đá đột nhiên chấn động bất ngờ huyễn hóa ra từng đám khôi lỗi những con khôi lỗi này hai mắt lóe lên gầm nhẹ hướng về những đệ tử xông qua cầu lao tới thượng quan thiên hữu đi ở phía trước nhất thần sắc vẫn như thường kiếm ở trong tay quét qua lập tức đám khôi lỗi ở bốn phía ầm ầm tan vỡ tốc độ không giảm bớt nửa điểm tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhất phía sau gã là lữ thiên lỗi chu tâm kỳ còn có ba đến năm tên đệ tử ẩn giấu thực lực giờ này mới bộc phát ra tất cả đều rất nhẹ nhàng một đường chém giết khôi lỗi tiếp tục tiến lên bốn phía bạch tiểu thuần cũng xuất hiện những con khôi lỗi này hắn sốt ruột a à, nhìn thấy những con khôi lỗi này tới gần khi hắn đang định ra tay thì bỗng nhiên sau lưng cuồng phong gào thét chu trưởng lão đã đuổi theo tới rồi bạch tiểu thuần lão phu đổi ý rồi sau khi bắt được ngươi sẽ không cho ngươi tự mình nếm thử cảm giác của chim phượng mà sẽ cho ngươi đi nhận thức sự đau khổ của những con chim khác ngày đó chu trưởng lão phát ra âm thanh kiệt kiệt vì muốn kích phát ra tiềm lực của bạch tiểu thuần chính lão cũng thực sự liều mạng bạch tiểu thuần nghe được câu này chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân oanh lên một tiếng tuôn ngược vào trong đầu trước mắt hắn đều biến thành màu đen rồi có chút không kịp phản ứng đến khi hắn ý thức được hàm nghĩa của những lời nói này hắn nghĩ tới những con chim bị chơi một cách thê thảm kia nghĩ tới những con linh vĩ kê kêu rên cuối cùng thì nghĩ đến con chim phượng được có thân hình cường tráng kia hắn phát hiện ra cuộc đời sau này của mình sẽ vô cùng thê thảm hét lên thê lương cứu mạng a à, ta không muốn bị chơi a à. giờ phút này sự sợ hãi của hắn thậm chí còn đã vượt qua cả lúc bị lạc trần gia tộc đuổi giết hắn đã lớn như vậy rồi cho tới bây giờ còn chưa trải qua kích thích như vậy giờ phút này hắn vừa thét lên vừa run rẩy toàn thân bỗng nhiên có một tia sáng trắng xuất hiện chớp mắt bao phủ toàn bộ cơ thể của hắn khiến cho thân hình hắn đã trở thành ngân quang tốc độ của hắn vào lúc này lại càng như là đã đột phá giới hạn nào đó nháy mắt khi chu trưởng lão chộp tới oanh một tiếng toàn thân như một con heo rừng mãnh liệt lao ra oanh 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 tốc độ này quá nhanh vô số khôi lỗi vừa mới tới gần đã bị bạch tiểu thuần trực tiếp đánh bay hắn một đường chạy như điên làm vô số khôi lỗi bị đụng bay lên cả thân hình hóa thành một đạo chỉ dài vội vã chạy đi Nhìn từ đằng xa, không thấy được thân ảnh của hắn, mà chỉ có thể nhìn thấy vô số khôi lỗi không ngừng bay ra. Tốc độ này so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh đã vượt qua trước 400, 300 thứ hạng đầu, trước 200 cho đến trước 100, quá nhanh, một đường nổ vang ngập trời, vô số đệ tử bị hắn vượt qua. Cả đám đều ngây người, hoảng sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như bạo long đi xa bạch tiểu thuần vừa thét lên vừa chạy vội trong mắt đều đã đỏ hắn thề quyết không thể để cho chu trưởng lão bắt được mình giờ phút này hắn sớm đã quên đang ở trong thí luyện trước mắt hắn cũng không có cái thứ tự gì gì đó mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ chạy chạy và chạy lao ra khỏi cây cầu kia thậm chí có đệ tử ở phía trước làm hắn cảm thấy vướng bận một phát túm lấy ném sang một bên cả người chạy vội nhấc lên tiếng nổ vang ở dọc đường đám đệ tử ở bên ngoài cây cầu đá cũng có người đứng ở trên đỉnh núi nhìn ra xa sau khi thấy được một màn như vậy thì đều hít vào một hơi lộ ra vẻ rung động hắn hắn còn là con người sao đây đâu phải là người đây rõ ràng là một đầu dã chư hung bảo chu trưởng lão ngơ ngác nhìn về phía trước bạch tiểu thuần căn bản là cũng không đi né tránh côi lỗi mà hoàn toàn dựa vào thân thể trực tiếp đánh bay lão cũng hít vào một hơi cảm giác mình vừa rồi có phải là đã kích thích đối phương hơi quá hay không tốc độ của bạch tiểu thuần dường như là không có cực hạn vốn đã nhanh đến không cách nào có thể hình dung mà vẫn còn đang tăng tốc tiếng nổ vang lên quanh quẩn tiếng xé gió kinh thiên động địa phía trước hắn đã không còn khôi lỗi nữa rồi nhưng lại xuất hiện lần lượt từng cái lưới lớn những tấm lưới này thình lình biến ảo ra ngăn cản đường đi trước mặt mọi người chẳng qua là những tấm lưới này vừa mới xuất hiện ở trước mặt bạch tiểu thuần đã bị hắn đụng vào thủng ra một cái động lớn âm thanh phanh phanh quanh quẩn lại không cách nào có thể ngăn cản được hắn một chút nào tựa như dưới tốc độ cực hạn này thì thân thể của hắn đã trở thành một thanh lợi khí sắc bén nhất ngay sau đó mặt đất lại xuất hiện phập phồng giống như là đầm lầy thậm chí còn xuất hiện cả vòng xoáy chỉ cần bị vòng xoáy bao phủ thì sẽ rất khó mà lao ra không ít người tốc độ đã bị hạn chế ở chỗ này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần căn bản là cũng không chú ý tới những thứ này. Vèo một tiếng, thân hình của hắn đã vụt qua nhanh như tên bắn, dù không ngừng có vòng xoáy xuất hiện ở xung quanh hắn, nhưng cũng không cách nào làm cho tốc độ của hắn giảm bớt. Trực tiếp mang theo cả những vòng xoáy kia đi về phía trước. Rất nhanh, hắn đã vượt qua trước 80, 50. 30 thứ hạng đầu, rồi tiến vào 10 thứ hạng đầu. Cảnh tượng này khiến cho Chu trưởng lão cũng phải thở dài, lại càng không cần phải nói những đệ tử đến xem kia. Trong khoảnh khắc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lên thân hình của Bạch Tiểu Thuần, còn về phần đám người thượng quan thiên hữu đều không có đệ tử nào thèm xem. Ở phía trước Bạch Tiểu Thuần, có một thanh niên đầu trọc. Trong mắt gã mang theo vẻ âm lãnh, gã đã che giấu chiến lực nhiều năm, ngày bình thường không tiếp xúc với người ngoài hôm nay mới lộ ra thực lực là muốn cho ba người được gọi là ba đại thiên kiêu kia minh bạch cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Toàn thân gã lấp lánh hào quang, ở bên người đang có ba hạt châu cấp tốc bay múa, một đường thế như trẻ tre. Bên ngoài thân thể của gã đang có hơn 10 cái vòng xoáy, nhưng dưới sự bộc phát của gã, những vòng xoáy này tuy đã làm tốc độ bị hạn chế không nhỏ, nhưng gã biết. Chỉ cần lao ra khỏi khu vực này thì vòng xoáy sẽ biến mất càng là cường giả, thì khi tiến vào nơi đây số lượng vòng xoáy quấn quanh sẽ lại càng nhiều. Không biết mấy người ở phía trước kia thế nào? Ta ở đây có hơn 10 đạo vòng xoáy, đã là kinh người rồi. Gã đệ từ đầu chọc này ngạo nghễ tự nói. Chợt nghe thấy tiếng xé gió ở sau lưng, gã sừng sốt một chút cho rằng mình nghe nhầm. Ở chỗ này, làm sao có thể có tiếng xé gió? Nhưng gã còn chưa kịp quay đầu lại thì đã cảm thấy cuồng phong từ phía sau thổi qua. Ngay sau đó, gã liền thấy được một đạo thân ảnh ở bên cạnh mình cấp tốc lao ra. Bốn phía xung quanh thân ảnh kia lại có trên trăm cái vòng xoáy đang vờn quanh. Trong mắt của gã thiếu chút nữa là rớt ra ngoài, hoảng sợ nhìn thân ảnh bị hơn một trăm vòng xoáy vờn quanh thế nhưng tốc độ lại không chậm lại một chút nào. Gã cảm giác mình nhìn lầm rồi. Vì vậy mà dùng sức rụi rụi hai mắt rồi lại nhìn lên, chỉ thấy đối phương đã đi xa, còn lại chỉ là bóng lưng. Không có khả năng thanh niên đầu chọc này nghẹn ngao. Bạch tiểu thuần run rẩy vừa chạy vừa kêu thảm thiết. Sau khi hắn lao ra khỏi khu vực này, thì hơn trăm cái vòng xoáy ở bên ngoài thân thể cũng lập tức biến mất. Tốc độ của hắn nhanh hơn, trực tiếp chạy vội. Dọc đường lại vượt qua mấy người. Những người này đều là những đệ tử tiến vào mười thứ hạng đầu, bọn hắn ở trước trận chiến này đều có được tạo hóa của riêng mình, che giấu thực lực. Giờ phút này muốn cất tiếng làm cho ai lấy đều kinh ngạc. Nhưng hôm nay từng người khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều không thể tin như nhìn thấy quái vật vậy thi nhau hoảng sợ. Chu Tâm Kỳ cắn chặt hàm răng trắng ngà. Mảnh khu vực nàng đang ở này lại có sự khác biệt bốn phía đang giáng xuống uy áp vô tận dường như là muốn đem nơi này đóng băng. Khiến cho tốc độ của nàng không khỏi chậm lại. Nhưng lúc nàng đang khó khăn tìm chỗ sung yếu để tiến ra khỏi khu vực này. Thì bỗng nhiên phía sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh ken két. Chu Tâm Kỳ sững sờ quay đầu, trong nháy mắt trong mắt co rút lại, lộ ra vẻ không thể nào tin. Quanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp xông qua ngay bên cạnh nàng. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, một đường đánh tới khiến cho âm thanh ken két truyền ra, có từng đạo khe hở hiện ra từ trong hư vô, rõ ràng. Lại bị hắn trực tiếp đụng nát. Bạch Tiểu Thuần, không có khả năng, Chu Tâm Kỳ mở to mắt cảm nhận được kết giới ở bốn phía tan vỡ sau khi Bạch Tiểu Thuần xông qua nàng nhìn qua bóng lưng của bạch tiểu thuần ở phía trước cả người giống như bị thiên lôi oanh kích trợn mắt há mồm vào lúc chu tâm kỳ đang hoảng sợ thì phía sau nàng một lần nữa lại có tiếng gió truyền đến chu trưởng lão cất bước đi nhanh nở nụ cười lúc đi ngang qua bên cạnh chu tâm kỳ còn hướng về phía nàng nhẹ gật đầu đồng thời dùng cái bộ dạng mỉm cười này lại truyền ra âm thanh giống như hung thần ác sát bạch tiểu thuần lão phu lại cải biến chủ ý rồi sau khi bắt được ngươi trước tiên sẽ bỏ đói một tháng sau đó nhốt ngươi cùng với đám chim phượng còn giam cùng với số lượng lớn hung thú nữa chu tâm kỳ có chút ngây ngốc cùng lúc đó bạch tiểu thuần ở phía trước truyền đến âm thanh thê lương thảm thiết lý thúc cứu mạng trưởng môn thân sư huynh cứu mạng sư tôn cứu mạng a ta không muốn nhịn đói không muốn giam cùng một chỗ với chim phượng, hung thú a, Bạch Tiểu Thuần run rẩy, lúc này hắn đã sợ hãi đến cực hạn, đầy trong đầu đều là những hình ảnh mà Chu trưởng lão nói ra. Càng nghĩ lại càng run rẩy, vừa kêu thảm thiết vừa chạy nhanh hơn. Quanh một tiếng đã trực tiếp lao ra, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Phía trước hắn, Lữ Thiên Lỗi toàn thân hóa thành một đạo thiểm điện, bay nhanh đi về phía trước đoạn đường này lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng dần dần lại khó khăn lên nhất là khu vực trước mắt gã tràn đầy phong nhận những phong nhận này cực kỳ sắc bén chỉ cần tốc độ của gã nhanh hơn một chút là lập tức giống như biến thành nam châm sẽ đem những phong nhận kia toàn bộ hút đến gã tận mắt nhìn thấy một con khôi lỗi bị bản thân ném ra bởi vì tốc độ quá nhanh mà nháy mắt đã bị những phong nhận kia trực tiếp làm cho chia năm xẻ bảy Gã nhìn mà sắc mặt đại biến, lúc này không thể không giảm bớt tốc độ. Sau nửa ngày mới tìm được một cái tốc độ chuẩn, giữ vững tốc độ đó mà đi về phía trước. Phía trước gã, đã nhìn không thấy bóng dáng của Thượng quan Thiên hữu Thượng quan Thiên hữu kia có tư chất tuyệt thế, lúc đi qua mảnh khu vực mà Lữ Thiên Lỗi đang ở, lại hóa thành hư vô, xuyên thẳng qua. Không làm cho bất cứ mảnh phong nhận nào chú ý, khiến cho Lữ Thiên Lỗi vốn có tranh lệch không lớn với Thượng quan Thiên hữu đầy lòng oán hận không phải là có được pháp thuật không gian hay sao có gì đặc biệt hơn người đâu chờ ta đi qua khỏi nơi đây đệ nhất nhất định là ta lữ thiên lỗi thở sâu giờ phút này gã đã không để chu tâm kỳ vào trong mắt gã cho rằng chỉ còn duy nhất thượng quan thiên hữu là có thể tranh giành vị trí đệ nhất với mình nhưng khi gã dừng chân thở ra một hơi chậm rãi thong dong ở trong mảnh khu vực này chuẩn bị lao ra để sau đó một bước lên trời thì đột nhiên ở phía sau gã có cuồng phong nổ vang mà đến. Tiếng gió quá lớn khiến cho những cái phong nhận đang trôi nổi ở bốn phía kia từng cái một đều rung rung. Lữ thiên lỗi nhìn mà chấn động nhưng ngay sau đó liền kinh hỉ đứng lên. Hạc hạc đích thị là chu tâm kỳ đuổi tới. Con nhỏ ngốc này, nàng tiến vào nơi đây tốc độ càng nhanh thì sẽ hấp dẫn phong nhận càng nhiều mà ta cũng có thể nhân cái cơ hội này mà nhanh chóng lao ra. Lữ thiên lỗi vội vàng quay đầu lại nhìn thấy ở sau lưng có một cái thân ảnh nhỏ gầy giống như là bôn lôi, nháy mắt đã vọt vào cái mảnh khu vực phong nhận này, lại trực tiếp lao qua ba thành phạm vi. Cách chỗ lữ thiên lỗi đang đứng không đến ngàn trường. Bởi vì tốc độ quá nhanh, khiến cho phong nhận ở bốn phía trong chớp mắt nhất tề hướng về phía thân ảnh ấy mà gào thét. Phong nhận quá nhiều, vô tận phong nhận ở bên trong phạm vi mấy ngàn trượng đều phá không mà đi. Trong khoảnh khắc gần như đã tạo thành một cái vòi rồng phong nhận không phải là chu tâm kỳ nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi bất quá cũng là một tên đầu đất tự mình muốn chết lữ thiên lỗi vốn bị tốc độ của bạch tiểu thuần làm cho rung động mà hít vào một ngụm khí nhưng sau đó liền mừng thầm tu hành là phải dựa vào cái đầu lữ thiên lỗi cười to nhìn thấy phần lớn phong nhận đã bị hấp dẫn qua bên đó trong cơ thể gã tia chớp tràn ra mãnh liệt bộc phát ra tốc độ thẳng đến chỗ lối ra nhưng nháy mắt khi gã vừa mới bắt đầu tăng tốc thì ở phía sau gã nổ vang ngập trời âm thanh thảm thiết kinh thiên động địa của bạch tiểu thuần truyền ra thân ảnh của hắn căn bản là không dừng lại chút nào càng lúc càng nhanh oanh một tiếng sông tới số lượng phong nhận ở bốn phía đã nhiều vô số toàn bộ đều đâm lên trên người bạch tiểu thuần nhưng toàn thân hắn có tia sáng trắng lóe lên những phong nhận mà lữ thiên lỗi nhìn kinh hãi này sau khi đụng phải thân thể của bạch tiểu thuần thì toàn bộ đều lập tức tan vỡ vô số phong nhận sau khi tan vỡ lại lập tức ngưng tụ lại khi tiếng nổ mạnh truyền ra khắp bốn phương thân hình bạch tiểu thuần vèo một tiếng trực tiếp bay ngang qua lữ thiên lỗi mà đi mà phía sau hắn những phong nhận ngưng tụ lại một lần nữa kia mang theo không cam lòng cấp tốc đuổi theo Lữ Thiên Lỗi sừng sốt một chút, trong mắt đều sắp rớt ra ngoài, chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong óc ù ù. Không có khả năng, khi gã còn đang hoảng sợ nghẹn ngào thì lại nhìn thấy tận mắt vô số phong nhận đuổi theo Bạch Tiểu Thuần lại. Không đuổi theo nữa. Bởi vì trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần đã chạy ra khỏi cái mảnh khu vực phong nhận này rồi. Phong nhận không cách nào đuổi theo ra được, truyền ra tiếng rít gào giận dữ ở biên giới. Hình như đã chú ý tới Lữ Thiên Lỗi. Không không, trong lòng Lữ Thiên lỗi đánh bục một tiếng, vội vội vàng vàng muốn dừng lại tốc độ của mình, nhưng thân ảnh gã đã hóa thành tia chớp. Cứ coi như là lập tức dừng lại thì cùng vẫn làm cho những cái phong nhận đang không biết làm thế nào Bạch Tiểu Thuần kia trong nháy mắt đánh tới. Rất nhanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần đang chạy ở đằng trước, lờ mờ cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết này. Hắn rất là kinh ngạc, nhưng lúc này không có thời gian mà quay đầu lại dường như chu trưởng lão đã gào thét tới ở sau lưng rồi. Bạch tiểu thuần mặt buồn rười rượi, bị ai nghiến răng, lại một lần nữa oanh oanh lao đi. Trong khu vực phong nhận, cũng may là có chu trưởng lão đuổi theo ngang qua cứu được lữ thiên lỗi bị vô số phong nhận vây quanh. Y phục toàn thân gã đã bị cắt thành một mảnh dài hẹp chật vật thê thảm đã đến cực hạn. Nếu không, đoán chừng gã nhất định phải buông tha cho lần tỷ thí này. Bạch tiểu thuần. Ánh mắt Lữ Thiên Lỗi đều đã đỏ. Lúc này gã cũng đã nhận ra được Bạch Tiểu Thuần, gào thét thê lương. Bạch Tiểu Thuần không biết mình trong lúc vô tình lại làm cho một người hận mình thấu xương. Hắn lúc này đang chạy vội, lại xông qua thêm một khu vực không người. Cho đến khi qua nửa nén hương, hắn đã nhìn thấy được đầu cuối ở phía xa xa. Rốt cuộc sắp ra ngoài rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động hắn không có chú ý tới ở gần chỗ đầu cuối lúc này có một thân ảnh đang khó khăn bước đi từng bước một. Thượng quan thiên hữu hô hấp dồn dập đoạn đường này đối với gã mà nói đều rất nhẹ nhàng. Duy chỉ có một khu vực gần cuối này là làm cho gã cảm nhận được khó khăn. Nơi đây lại là cấm linh trọng áp. trong mắt gã lộ ra lăng lệ ác liệt, nơi đây linh lực bị giam cầm, lại càng có uy áp mãnh liệt hàng lâm trên người giống như là đang cõng một ngọn núi mà càng kinh người hơn, đó là mỗi lần gã bước đi ra một bước thì tựa như trên người cũng có nhiều hơn một ngọn núi. Rõ ràng chỉ là khoảng cách 100 bước chân nhưng lại làm cho gã toàn thân run rẩy. Đã sắp tới cực hạn rồi, nhất là càng đi gần tới đầu cuối thì áp lực lại càng lớn, núi cõng trên lưng cũng càng nhiều. Giờ phút này gã cách lối ra nhìn như chỉ có 11 bước nhưng gã biết, độ khó của 11 bước này, trước nay chưa từng có thượng quan thiên hữu thở sâu trong mắt lộ ra kiên định đệ nhất tư cách chiến vốn là thuộc về ta mục tiêu của ta là nam bắc hai bờ thiên kiêu chiến lấy thân phận đệ nhất thiên kiêu chiến bước vào nội môn một vài năm sau bước vào danh sách truyền thừa của linh khê tông thượng quan thiên hữu cắn răng một cái đang định bước một bước về phía trước bỗng nhiên hình như nhận ra điều gì liền quay đầu nhìn lại phía sau lưng lập tức thấy được bạch tiểu thuần là hắn Đối với Bạch Tiểu Thuần, bờ Nam hầu như không ai không biết, kể cả là chưa gặp thì cũng đã đi tham gia tang lễ. Thấy được bức họa của hắn, Thượng Quan Thiên Hữu có chút kinh ngạc, gã vốn tưởng đằng sau mình phải là Lữ Thiên Lỗi mới đúng. Xem ra ta đã quá kỳ vọng vào Lữ Thiên Lỗi rồi, cũng đồng dạng là phế vật. Thượng Quan Thiên Hữu thu hồi ánh mắt, gã cũng chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, lựa chọn bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng gã, gã với Bạch Tiểu Thuần không phải là người ở cùng cấp độ. Giờ phút này, sau khi bước ra một bước, toàn thân thượng quan thiên hữu run lên, cắn chặt hàm răng. Xương cốt toàn thân đều đã phát ra âm thanh ken két. Gần như đồng thời với lúc thượng quan thiên hữu bước ra một bước này, bạch tiểu thuần chạy như bay mà đến. Bước đầu tiên, hắn không có cảm giác gì. Bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Cho đến khi hắn liên tiếp đi nhanh 50 bước thì thân thể mới dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút. Có chuyện gì xảy ra? cảm giác giống như thân thể nặng thêm một chút. Cũng chính vào lúc này, thân hình thượng quan thiên hữu run lên, rốt cuộc một bước này đã rơi xuống. Gã đứng vững ở bước thứ 90, toàn thân như muốn hư thoát, thở hồng hộc nhưng thần sắc lại mang theo thỏa mãn. Gã quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức thấy bạch tiểu thuần đã đi vào được 50 bước. Ánh mắt gã đã thẳng tắp, hắn, hắn đi thế nào mà nhanh như vậy? Trong mắt thượng quan thiên hữu lộ ra vẻ giật mình nhưng ngay sau đó gã liền cắn răng một cái hẳn là tu sĩ luyện thể vì vậy mà lúc mới bắt đầu mới nhanh hơn một chút tuy nhiên càng về sau lại càng khó khăn hắn ý nghĩ trong lòng thượng quan thiên hữu còn chưa hết thì toàn thân đã run lên ngơ ngác nhìn bạch tiểu thuần rõ ràng lại đang nhanh chóng hướng về phía mình chạy tới chạy hắn hắn đang chạy thượng quan thiên hữu mở to mắt sững sờ nhìn bạch tiểu thuần đang chạy nhanh rất nhanh, rõ ràng đã đến trước mặt của mình. "Này, ngươi đi thế nào mà chậm vậy?" Bạch Tiểu Thuần vừa nói vừa quay đầu nhìn lại phía sau lưng. Hắn không thấy được Chu trưởng lão đuổi theo, vì vậy đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tò mò mở miệng. "Ngươi, ngươi không cảm thấy trên người có rất nhiều ngọn núi sao?" Thượng Quan Thiên hữu mí mắt vẫn đang nhảy, cả người có chút bối rối, hỏi ra một câu theo bản năng rất nhiều núi à ô, có một chút nhưng không có cảm giác gì a à. bạch tiểu thuần sững sờ. Hắn còn nhảy nhảy vài cái làm thượng quan thiên hữu ánh mắt trợn trừng lên như mắt trâu, hít vào một hơi, vẻ mặt không thể nào tin. Bạch tiểu thuần vẫn còn muốn tiếp tục nhảy nữa, nhưng chợt nhìn thấy thân ảnh của chu trưởng lão đuổi tới đằng xa, lại một lần nữa thét lên, thân hình mãnh liệt lao ra. Trong nháy mắt đã vượt quy khoảng cách 10 bước trực tiếp chạy ra khỏi cây cổ cầu này. Nháy mắt khi vừa lao ra, tốc độ của hắn lại càng nhanh hơn một ít. Trong tích tắc đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần chạy mất tăm, Chu trưởng lão ở đằng sau, bước chân thoáng dừng lại. Lão cũng đều ngây người, liên tục cười khổ. Tên Bạch Tiểu Thuần này, hắn, rõ ràng giành được đệ nhất. Cùng lúc đó, đám người Trịnh Viễn Đông và Lý Thanh Hậu ở trên đài cao cũng đứng hết cả lên. Thần sắc từng người đều cổ quái. Đám trưởng lão ở bốn phía kia cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Cho dù lúc Bạch Tiểu Thuần vượt qua Chu Tâm Kỳ và Lữ Thiên Lỗi, bọn họ mơ hồ cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn thấy tâm thần chấn động. Nhất là một cửa cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng lại xông qua nhẹ nhõm như thế. Hắn là, đệ nhất, Lý Thanh Hậu Thi Thao. Ngay sau đó, những đệ tử đến xem ở bên ngoài cũng đều nhìn thấy được một màn này lập tức trong sơn cốc chợt nhấc lên những âm thanh xôn xao nổ vang bạch tiểu thuần hắn đã vượt qua chu tâm kỳ lữ thiên lỗi thượng quan thiên hữu hắn là đệ nhất trời ạ à, bạch tiểu thuần này rõ ràng cũng có thể là đệ nhất bạch tiểu thuần có thể đứng thứ nhất chu trưởng lão có tác dụng rất trọng yếu a à, nếu đổi là người khác bị đuổi giết như vậy sợ rằng cũng đều có thể xuất ra khí lực liều mạng Sắc mặt Thượng Quan Thiên Hữu thoáng cái trắng bạch trong đầu ông lên một tiếng, trước mắt đã biến thành màu đen. Giống như đang có thiên lôi cuồn cuộn, gã nhìn qua bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, nhìn đối phương ở ngay trước mặt mình đi qua cái cầu đá này. Thân thể của gã dần dần càng thêm run rẩy. Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt Thượng Quan Thiên Hữu đỏ bừng, niềm kiêu ngạo của gã, tự ái của gã, hết thảy hết thảy vào giờ phút này gã chỉ cảm thấy toàn bộ như đã bị bạch tiểu thuần dẫm nát dưới chân. Nhất là khi nghĩ đến lúc vừa rồi đối phương còn hỏi mình vì sao lại đi chậm như vậy. Khí huyết toàn thân thượng quan thiên hữu dũng mãnh sông lên đầu. Bên ngoài thân thể bộc phát ra kiếm khí, đỏ mắt không thèm để ý đi nhanh về phía trước. Khi gã đi hết toàn bộ khoảng cách 10 bước thì phun ra một ngụm máu tươi. Bạch tiểu thuần, thượng quan thiên hữu ta không có thua. Lần này, ta không phục trong thiên kiêu chiến ta sẽ cho ngươi biết trong đệ tử ngoại môn không người nào có thể hơn ta gã nghiến răng nhìn chằm chằm vào hướng bạch tiểu thuần rời đi ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau